quy trình cách khối tròn. Thì cái khối tròn bữa giờ các em đã dệt cách phần size ha, cách phần size rồi. Thì chưa cách phần top phải không nha? Chưa cách top. Tại vì dạy bên quản lý bên thợ nó khác, và dạy bên những bạn mà một trang giấy trắng nó khác. Thì trên kia là cái chi tiết từng ly từng tí để cho các bạn nắm rõ, còn dưới này là cái gì cũng chỉ có thoáng qua, chỉ một lần mà thôi. Rồi còn thời gian nó lại chuyển sang những cái chủ đề khác để cho các bạn nắm. Khối tròn ở phần top thì bữa các em đã cắt như thế này rồi. Đây, thầy vẽ sơ qua cho các em nắm ha. Phần top mình nên cắt một bên tròn một bên vuông, một bên tròn một bên vuông. Các bạn, các em có thể hình dung ra được không, để cho thầy biết được không, về cái cách kiểu nào mình cắt tròn tròn dọc, tròn ngang, kiểu nào mình cắt một phần square, một bên round và phía sau là triangle. Nó tùy theo kiểu, nó rất là nhiều kiểu đa dạng. Undercut có, undercut có, hoặc là xe bắt trung nên có. Thì cái xe bắt trung nên thì mình lên cách một bên vuông và một bên tròn để thầy mở hình undercut đi ha. Hay là xe bắt trung nên và undercut thì cái góc cách của nó gần giống như nhau luôn, nó chỉ khác một cái là cách kéo và cái đi tâm đơ thôi. Thì các em lưu ý ở trong cái góc cách của cái phần round á, là điểm tròn của nó là thường là nằm ở bên phụ. Thì cái bên phụ này á, là mình muốn tròn nhiều hay tròn ít, tròn nhiều hay tròn ít là tùy theo cái độ rơi, cái phần line của các bạn tính được là nó bao nhiêu xăng. Nếu mà cái line mà nó rơi xuống có tầm 10, 11 xăng thì cái điểm này các bạn sẽ cho nó giảm bớt cái độ tròn đi thôi ha. Giảm bớt độ tròn thì nó sẽ tăng ra được cái chiều dài, tăng ra được cái chiều dài mà nó lại nhẹ cái trọng lượng chứ nó không bị nặng cái trọng lượng. Rồi còn bên cái phần square thì thường là bên chính, bên này này ha, bên này là bên chính này, thì buộc phải cắt square để cho nó tăng cái độ dài này ra này, để mình sấy lật qua bên này này, nó không bị thiếu tóc và nó không bị bung. Điển hình giống như một cái mẫu mà thầy đã đưa vào cái sợi dây dù như vậy để cho các em dễ nhìn nè. Nào, square nè. Đó, vuông ha. Thì khi mà mình cắt vuông á, là các bạn sẽ cắt điểm này trước tiên tạo điểm chuẩn. Sau đó tới cái mũi thứ hai, đây là mũi thứ hai, đây là mũi thứ nhất, sẽ kéo mũi thứ hai về mũi thứ nhất, cắt tại điểm thứ nhất, đó gọi là 2 về 1. Rồi cắt xong cái mũi này ha, rồi lại bỏ này xuống, rồi sẽ kéo cái mũi số 2 này và bắt đầu tắt, lấy lược tắt ra một mũi, cắt mũi số 3 kéo về số 2, gọi là 3 về 2, cắt tại điểm 2 ha. Thấy chưa nào, là đang hướng dẫn về square nha, đang hướng dẫn về cái này này. Đó, 5 mũi 6 mũi thôi. Mỗi một mũi các em cứ tắt ra cỡ 1 xăng rưỡi như vậy cho thầy là được rồi. Cỡ tầm đó là vừa rồi nhá. Này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hết. Nào. Đừng tắt nhỏ quá và cũng đừng có tắt ra lớn quá. Tại vì khi mà mình tắt nhỏ quá nó làm cho mình bị hoang mang ở cái chỗ này này. Ví dụ như cái từ đây tới đây tắt ra làm 2 mũi đi ha. Đó. Thì làm sao? Đây, ví dụ mình này, mình không biết là cái này mình đã nghiêng chuẩn 180 hay chưa, mà cái này nó nhỏ chút xíu, mình đã nghiêng về đây hay chưa? Đúng không? Mình đã nghiêng nó về hay chưa? Hay là mình đang là như vậy là mất thật rồi nha. Như vậy là mất thật, lại phải nghiêng về đây. Vậy thì nghiêng về đây là mình phải bắt một cái mũi lớn mình mới hiểu được là mình có nghiêng về đây. Mũi nhỏ quá không biết, bị hoang mang cách bị mất thật. Tròn dọc tròn ngang ấy, thì nó phù hợp cho cái kiểu gì, chẳng hạn như kiểu player ha, player là nó là tròn dọc tròn ngang, hay là Mohican ha, nó cũng là tròn dọc tròn ngang. Còn là size bass giới trẻ thì cắt vuông chứ không cắt tròn được ha. Rồi tiếp tục về thầy, về hướng dẫn tiếp cho các em hiểu được ở cái điểm chỗ này. Nhớ cho thầy là cái chỗ này mình đã cắt vuông ha, mình đã cắt vuông 2 về 1, 3 về 2, 4 về
3 rồi. Thì cái phần ở phía sau này này, phần thứ ba này ha, là các bạn cũng phải kéo lên cung cách vuông liên kết với cái điểm bên này luôn. Là 2 về 1, 4 về 2, 2 về 3, 3 về 2, 4 về 3 là phải liên kết song song với cái phần ở phía trước là phần thứ nhất mũi cam ha. Đó. Cái này nó là cái quan trọng này. Các em có em muốn hiểu cái này không? À, không phải giảm trọng lượng đâu con. À, cái mũi cam này nó có một cái điểm hay ở cái chỗ này này. Đây. À, chỗ này là tròn này ha. Đó, bên này là tròn. Đây là cái mô hình này của cái undercut luôn. Và xe bắt trung niên cũng như vậy. Rồi tới cái điểm này này. Cái này của bên mũi cam ha. Mũi cam mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 mũi. Rồi. Bên này là cái bên của bên square nè, bên vuông này. Thế thì cái mũi cam của bên này làm sao để cho nó liên kết với cái bên square này? Thì tất nhiên là cái mũi này này, mình chỉ cho nó hơi tròn một chút xíu để gần tương đương liên kết với vuông. Rồi tiếp tới cái mũi thứ hai cũng là mũi cam luôn, và mũi thứ hai lại đánh cong nhiều hơn chút xíu nữa. Mũi thứ ba cũng là mũi cam luôn, đánh cong nhiều hơn đi nữa. Mục đích là tạo ra mũi cam là như vậy đó, để mình đánh cong mình tới cái chỗ này mình liên kết vào cái điểm cong ở bên này. Thì cái bên này nó, cái mũi này nó mới liên kết. Đã bây giờ mà cứ cắt tròn một phần này, cắt tròn giống như vậy luôn là cái chỗ này nó bị nghịch, nó gọi là ngắt liên kết. À, ngắt liên kết thì disconnect không được ha. Cái phần top thì không nên disconnect, và là cái phần sai thôi. Disconnect, connect là có nghĩa là như thế này. Đây. Đó, đây là connect liên kết qua tới cái điểm bên này. Thôi nha, cho có những cái kiểu tóc nó rõ ràng lắm. Thấy không? Như vậy có nghĩa là nó không liên kết này. Như vậy gọi là disconnect này. Thì cũng có những cái kiểu cái phía sau nó cũng cần phải ngắt liên kết như vậy luôn. Thì các em gọi là ngắt liên kết hay là liên kết nó cũng giống như connect và disconnect. Ha. Bend. Hiểu không? Bằng. Point kick có nghĩa rằng là mình làm mềm tập trung tại một điểm. Sao mình không hiểu thì mình không có biết được cái ý của họ là muốn làm mềm nhiều hay ít, đúng không? Họ đâu có nói được tiếng Việt đâu, họ nói làm mềm nhiều cho tôi, họ đâu có nói được. Họ chỉ nói là point hay là ở phía sau họ nói là disconnect. À, mà mình không biết, mình lại cách connect là đâu có đúng. Connect có nghĩa là liên kết. Họ muốn ngắt liên kết đi riêng qua cái đường tông đơ riêng, cái phần sai riêng và cái phần top đi riêng. À, thì cũng có những cái kiểu chẳng hạn như mullet đi, cũng có những bạn cách muốn tạo ra một cái ngắn như thế này nè. Ở dưới này mỏng luôn, đừng có ngắn quá, cái này là ngắn quá, học trò thầy cách ngắn quá. À, nó có độ dài chút xíu nữa nhưng mà tạo ra một cái ngắn ở chỗ này, thì cái chỗ này nó phải liên kết ha, connect với cái phần mái như vậy nó mới tạo ra một cái khung của cái phần trên. Còn cái phần sai là mình tùy theo cái tư duy thiết kế của các bạn là muốn bay dài hay ngắn. Đuôi cá thì nó cũng nhiều loại, nhiều thể loại đuôi cá ha. Rồi bắt đầu tiếp đến về quay về bên cái chủ đề tròn ha, crown. Thì theo như các em nghĩ rằng là cái trường hợp mà mình cắt crown như thế này, cắt dọc vậy, thì các em có thấy nó có giảm bớt đi không, bớt cái độ dài đi không này, nó sẽ giảm đi chứ ha, đúng không?
à, cắt round à. Còn bên này cắt square này, các anh thấy không? Khi mình cắt square dọc này thì độ dài nó sẽ đua dài là nhiều hơn hơn round nhiều, thì có nghĩa là trọng lượng nó sẽ nhẹ và nó giảm bớt đi. Thì thầy nói trước như vậy để cho các em biết hình dung ra chiều nay các em cắt làm sao để cho nó ra được cái size tóc cho nó đúng cái ý muốn của mình. Thì bữa là các em cắt rồi thầy thấy cũng có những bạn cắt nó bị lố, nó bị hụt đủ kiểu hết không? Bằng có bị chưa? Có. Đấy. Có rồi không? Sẽ có chứ. Sáng nay các em sẽ làm bài. Bây giờ thầy đưa ra hai cái ý kiến để cho các em chọn lựa. Một là thầy đưa bài ra cho các em làm theo cái tên bài thầy đã ghi. Hai là các em tự chọn cái bài ở trên Google. Mình thích mẫu nào đó mình chọn rồi nhìn vô đó theo tư duy thiết kế của mình sẽ vẽ ra bài đó. Rồi bắt đầu chiều nay cắt. Giờ các em chọn thế nào? Các em phải làm bài thì nó mới thấm vào trong đầu được, thì nó mới nhớ được lâu, nó mới nhớ được dài. Còn các em cứ được thầy kỹ thuật cắt như vậy, bảo đảm mấy tháng sau các em quên liền. Thầy đi học cũng như vậy mà, bắt buộc phải làm bài, bắt đầu mình mới suy nghĩ, nó nhức đầu lắm suy nghĩ cái góc cắt. Giờ mình làm trước mình vẽ sau. Làm trước vẽ sau. bởi vì mình kéo ra đây mình cắt mà. Vậy thì khi mà các em kéo ra như vậy cách á, là mục đích mình kéo ra để mình giữ được cái khung này này, cái khung này giữ tạo thêm cái điểm chuẩn, tạo ra cái góc này cho mình, tạo ra cái độ chuẩn xong rồi liên kết với phần máy. Sau đó các em sẽ kéo thẳng lên 180 độ và 165 độ, các em sẽ gọt bớt cái độ dài của điểm này đi. Gọt bớt cái độ dài của điểm này đi. Là các em phải cắt 3 mũi. Theo cái tư duy thiết kế mình thích cắt chỗ nào mình cắt, mình thích tỉa chỗ nào mình tỉa, cứ tỉa đại như vậy. Cái hồi kéo lên từng mảng kiểm tra bị lũng khối tùm lum hết. Và mình chả biết cái khối nào cần phải cắt vuông, khối nào cần phải cắt triangle, khối nào cần phải cắt round. Thì giống như mình xây căn nhà cũng như vậy luôn. Chỗ này làm cái phòng được, chỗ này cái bếp được, chỗ kia làm toilet được. Cái 2-3 năm sau thấy, chết cha rồi, cái này bị thất bại, đi ra vô đụng này toilet. Phong thủy nữa, không đúng, thấy giờ nó ghê chưa? Đó, mà bây giờ các bạn không viết giáo án thì các bạn rơi vào vị trí giống như vậy. Theo cái góc cắt của mình, theo tư duy của mình. Thấy sao? Hả? Chưa nhớ. Và nếu mà không nhớ thì các em cũng có thể chụp hình lại hay là nói thầy gửi cái file này qua cho các em. Cái này quan trọng này, để hiểu được người nước ngoài họ dùng cái từ gì ha. Square là nguyên tắc của nó là phải cắt vuông. Còn radiation, nếu gọi là radiation, cắt từ dài xuống ngắn thì bên này gọi là inversion. Nhớ nha, phải gọi là inversion. Còn nếu như mà các bạn gọi ở đây nó là forward radiation thì bên này phải gọi là radiation, bỏ đi một cái từ forward. Đây là cái trường phái của Tanyan Guy và một cái trường phái của Vida Sassoon. Hai cái trường phái đó người ta dùng cái ngôn ngữ nó khác nhau. Còn cái phổ thông nhất của bên nước Mỹ bây giờ, phổ thông nhất của bên nước Mỹ bây giờ là long. Long là dài ha, short là ngắn. Ngắn đây ha, ngắn này, long dài này ha, short long thu cách tới, long to short, short to long. Là bên Mỹ bây giờ họ đang dùng như vậy luôn, là gọi là phổ thông. Thì thầy nói như vậy thì cũng các em cũng lưu lại để đôi khi có gặp người nước ngoài á, họ dùng cái từ nào mình cũng có thể mình hiểu được hết về cái góc cắt nhá. Nhớ nha, cái này quan trọng ha. Long to short, short to long. Short là ngắn ha. Long là dài, thu là cắt tới. Thấy không này, long to short này, short to long này. Thấy không, mô lạch này. Thấy không, các em cắt mô lạch này. Còn xe bắt trung niên này. Thấy không, triangle, long to short. Được chưa nào, dễ hiểu không? Các em sẽ cắt round phần tốt để liên kết đi. Liên kết không biết là các
cái size tóc của các em nó có đủ không, đủ để liên kết không, hay là ngắt liên kết. Nếu mà cái phần size của các em nó bị ngắn quá mà cái phần top nó còn dài thì các em nên cắt theo disconnect nha, disconnect để ngắt liên kết đi, để giữ được cái độ dài đó, lần sau cắt kiểu khác. Bắt đầu thầy chuyển sang hướng dẫn cho cái cách làm mềm, thầy sẽ kiểm tra, chắc chắn sẽ có nhiều bạn bị lũng khối nhỏ này nè. Bởi vì làm sao lũng khối? Không phải là các bạn kém, không phải là các bạn dở, mà là có đôi khi nó bị cái cây kéo của các bạn ăn 30% mà các bạn đang tâm huyết nó, khen nó. Bắt đầu các bạn vô khối các bạn mới hiểu rồi, ý sợ cây kéo này trước giờ mình không biết, mình cứ nghĩ nó ăn nhiều mà tốt. Chết chưa? Có trường hợp đó nữa nha. Nên là kéo tỉa nó cực kỳ quan trọng, hoặc là cây kéo bầu, kéo chuốt, để áp dụng cho cắt khối làm sao mình làm mềm làm sao mà nó không mất khối. Là mình làm mềm, mình nhìn làm sao mình thấy được cái khối này nó đang là chủ đề cắt rau. Phải nhìn thấy được cái khối nó đang là cắt rau thì các bạn làm mềm đúng. Còn trường hợp như các bạn làm mềm như thế này là sắp sửa nhìn không ra được nó là round hay là square hay là triangle, là do các bạn làm mềm nó bị trường hợp là ăn chỗ ăn nhiều và ăn ít, nó dẫn đến trường hợp bị lũng khối là mình không nhìn ra khối được, thì các bạn sấy nó cũng ra không ra khối được luôn. Thấy không? Cái này làm mềm này quan trọng này nha. Rồi trong cái trường hợp làm mềm nữa, các bạn làm mềm sâu bao nhiêu, một cái phải sâu, một cái cạn chút cạn nữa, cái sâu cạn cạn, sâu cạn cạn, sâu cạn cạn, thì chắc chắn cái đường đứt ở phía trong nó không bị một cái nốt ngang như thế này, và cái đường đứt của nó rất là mềm mại và nó rất là dễ chịu. Nên chọn đừng có cái dễ quá ha, cái khó khó chút để mình phải suy nghĩ cho nó nhức đầu nhức óc cơ, thì nó mới thấm cái bữa mình đi học, cái buổi đi học. Ok, let's go. Nhưng mà nó ăn một lúc là phải đến 2 đến 3 sợi luôn.
nó ăn nhiều ấy ha. Cho nên nếu mà nó mà ở giữa nó có cái điểm trúng nữa, nó ăn càng ác nữa nha. Đây là nó bằng đấy, nhưng mà nó to lưỡi. Đây là mua cái loại nó nhỏ lưỡi thôi. À, trong những lúc này thì các em đang là rèn luyện về các cái phần thô và rèn luyện về cái kỹ thuật làm mềm làm sao để cho nó khỏi bị lủng khối, làm mềm làm sao để mình sấy cho nó bay. Kết thúc buổi học ngày hôm nay.